Gái lứa ngồi mò nãy giờ mới được có nửa cái gỗ rau à, nửa trái dây leo. Dạ. Nó định về nó ở đây đó. Sao chó ơ vô gặp cái trước trong này gặp chó sao về. Con mò nó dỗ về. Còn chó. Sao chó. Cái này bỏ đâu? Cái này chắc là gọi. Gọi rồi.